Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của thiết bị Geotech. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn video hướng dẫn cái cách sử dụng cái chức năng là đo offset cung tròn và offset đường thẳng trên máy RTK CNC ha. Thì hiện tại là bạn kỹ thuật đang sử dụng máy RTK 162 Plus nè, số THC 600 để đo. Thì tiếp theo mình sẽ mời các bạn đi vào cái thao tác chi tiết ha. Rồi tiếp theo là về cái chức năng đo offset cung tròn nha các bạn. Thì tương tự như chức năng offset đường thẳng, thì chức năng offset cung tròn giúp ta tạo được một cái cung song song với cái đường chuẩn ha. Ví dụ đây mình có một cái bó vỉa nè, cái bó vỉa hình cong nè các bạn. Đấy, thì bây giờ mình muốn offset cái bó vỉa này ra ngoài 30 phân, 40 phân, 50 phân hay 1 mét gì đó, thì chúng ta có thể sử dụng chức năng offset cung tròn để thực hiện nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn mà bạn cái thực thao tác như thế nào nha. Rồi, thì sau khi tiến hành cái công tác tạo file và gắn nó coi như bình thường, thì chúng ta vẫn vào cái mục là định vị tuyến nè. Để chúng ta sẽ nhập đường cong thông thường. Đấy, chúng ta sẽ chọn phương thức nhập là cung 3 điểm nha các bạn, điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Đấy, thì bây giờ bạn cái thực chọn 3 điểm đi. Điểm đầu tiên nè. Rồi điểm giữa. Rồi tiếp theo là điểm cuối. Ok. Tiếp theo luôn. Rồi bấm bố trí điểm luôn. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là cái phần mềm máy nó vẽ cho chúng ta một cái đường cong nè, với ba điểm, điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Đó, thì bây giờ ví dụ như chúng ta muốn offset cái cung tròn này ra phía ngoài tầm 50 phân đi, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái màn hình này. Đó, chúng ta vẫn coi cái trạm nè, cái hắc offset nè. Hắc offset vẫn như cái offset cái đường thẳng nha các bạn. Đó chính là bên trái của cái cung theo hướng đi là sẽ là âm, bên phải là dương. Và offset thì nó sẽ tạo thành một cái đường song song với cái cung tròn chuẩn nha. Điểm điểm đầu, điểm 4, điểm 5 thì ba điểm này đã tạo thành cái cung chuẩn nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn bản thân di chuyển ra và xem trên màn hình sổ tay ha. Đấy, bây giờ chúng ta offset cái điểm đầu ngang ra 0,0 và offset ra 50 phân đi. Thì chúng ta đi sao cho cái giá trị H offset bằng 50 và cái trạm sẽ về 0,0. Thì lúc đó nó sẽ tạo được một cái điểm cách cái cung 50 phân và ngang với điểm đầu nha các bạn. Rồi, xem kết quả trên màn hình này. Đấy, các bạn thấy không, là cái offset nó là về 0,5 m này, cái cung tròn nó là về 0,0 này, thì các bạn thấy là nó trùng với cái điểm đầu ha, các bạn thấy không, đây điểm ta đang đứng này, đấy đây nó cách cái điểm này 50 phân đấy, và ngang với cái điểm đầu, cách cái đường cung chuẩn là 50 phân, đây khoảng cách từ đây qua đây là 50 này, và nó ngang với điểm đầu thì là cách offset cái trạm về 0,0. Để tiếp tục di chuyển một điểm offset 50 phân và cách điểm cung tròn là 3 mét đi. Di chuyển sao cho cái H offset về 0,5 và cái trạm nó là 3 mét là được nha các bạn. Đây, H offset 0,5 mét này, trạm 3 mét. Thì chúng ta thấy đây. Đấy, cái vị trí tôi đang đứng này, nó sẽ cách cái đường chuẩn xanh xanh này là 0,5 m, và tính theo cái dây cung này, từ điểm đang đứng này chiếu vuông góc vô và chạy vòng lên tới điểm đầu là 3 m. Đó là cách tính của chương trình. Thì cái chương trình này cũng rất là thông dụng, sử dụng nhiều trong cái việc mà đo thi công đường hoặc là thi công mấy cái bó dĩa như vậy nè các bạn. Đây rất là thuận tiện thực hiện nha. Để thao tác đơn giản, nhanh, gọn. Vừa rồi là mình vừa giới thiệu cho các bạn xong cái chức năng đo offset cung tròn trên máy RTK CNC ha. Chức năng này được sử dụng rất là nhiều nha các bạn. Và giúp ích rất nhiều trong công tác đo đạc của chúng ta. Rồi thì xin chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.